Nhân gì phát sanh tam tai? Tam tai chia ra làm hai phần là đại tam tai và tiểu tam tai. Đại tam tai là ba tai ách lớn về lửa, nước và gió. Tiểu tam tai là ba tai ách nhỏ về đao binh, mất mùa và bệnh dịch. Đó cũng tức là tai kiếp. Trong một đại kiếp có bốn trung kiếp gồm thành, trụ, hoại và không. Mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Vào cuối thời kỳ giảm kiếp của mỗi trụ kiếp thì phát sanh hiện tượng tiểu tam tai. Còn đại tam tai thì phát sanh trong thời kỳ hoại kiếp của mỗi đại kiếp. Bây giờ chúng ta hãy bàn đến nguyên nhân phát sanh đại tam tai. Bởi con người có tâm tham mới phát sanh ra hỏa tai. Con người có tâm sân hận mới sanh ra thủy tai. Con người có tâm ngu si mới sanh ra phong tai. Cho nên tam tai đều là do tam độc mà sanh khởi. Trong tâm chúng ta, ai ai cũng có đầy đủ cả ba độc. Tâm này mỗi ngày càng một khuếch đại ra, và khi đến một mức độ nhất định, nó sẽ hình thành đại tai kiếp. Tam tai phát sanh cũng có thứ lớp, bởi con người có thất tình. Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là vui, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Bảy loại tình cảm này dần dần phát triển rộng ra, và mỗi một loại tình sẽ phát sanh một lần tai nạn, cho nên mới hình thành bảy lần hỏa tai. Sau bảy lần hỏa tai thì sẽ phát sanh một lần thủy tai. Trong bảy tình, mỗi một tình lại chia ra làm bảy, cho nên mỗi cái thất hỏa nhất thủy này sẽ theo thứ tự mà lặp đi lặp lại bảy lần, rồi lại trải qua bảy lần hỏa tai. Đến lúc sau cùng, phong tai phát sanh và hủy diệt toàn cả thế giới. Khi hỏa tai phát sanh, nó có thể thiêu đốt đến tầng trời sơ thiền của sắc giới, tức gồm cõi, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Lúc thủy tai phát sanh thì có thể ngập đến tầng trời nhị thiền của sắc giới, tức gồm trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm. Khi phong tai phát sanh thì có thể thổi đến các tầng trời tam thiền của sắc giới, là gồm thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Cho nên nói, cõi trời lục dục có năm suy, cõi trời tam thiền có phong tai, dẫu như tu đến phi phi tưởng, không bằng về tay rồi trở lại. Phong tai từ đâu tới? Nó đến từ sự tổng kết của bảy thứ tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Phong tai thì tượng trưng cho si độc. Khi con người đã đâm vào tình cảnh ngu si, thời cái gì cũng quên sạch nhẵn. Do đó đại phong phát khởi, rồi từ trên trời tam thiền đến dưới tận địa ngục, cái chi cũng không còn, tất cả đều bị quét sạch. Dù cho hỏa tai, thủy tai hoặc phong tai có phát sanh đi nữa, nhưng nội viện cõi trời đâu suốt của dục giới cũng vẫn tồn tại, chẳng bị ảnh hưởng mảy may nào. Tại sao vậy? Bởi đó là cõi tịnh độ của Phật và Bồ Tát. Hiện nay, Bồ Tát Di Lặc đang ngự tại nội viện trên cung trời đâu suốt, chờ đến khi trụ kiếp thứ 10 trong thời kỳ hiền kiếp, Ngài mới giáng lâm thế giới ta bà để giáo hóa chúng sanh. Hiện tại đang là giảm kiếp của trụ kiếp thứ 9. Tham, sân, si hình thành biết bao loại ác khí, giống như nguyên tử trong bom nguyên tử. Nguyên tử là thứ vật chất đáng sợ, nhưng bom nguyên tử do tự chúng ta phát sanh từ lửa tam muội lại càng đáng sợ hơn nữa. Loại nguyên tử này không phải đến từ bên ngoài, mà nó vốn đã có sẵn trong tự tánh. Chân hỏa tam muội trong tự tánh chúng ta vốn thuần là dương, nhưng vì bị ta lạm dụng nên nó biến thành lửa dục
Trong thân người có tam tiêu hỏa là thượng tiêu hỏa, trung tiêu hỏa và hạ tiêu hỏa. Tam tiêu hỏa này có thể hình thành hỏa tai hoặc biến thành bom nguyên tử để hủy diệt tất cả. Bởi bên trong có bom nguyên tử, cho nên bên ngoài mới có bom nguyên tử. Chúng được hình thành bởi có sự tương ứng và tương tục với nhau. Hiện nay trên thế giới xảy ra nhiều vấn đề cũng đều là từ điểm này. Trong tâm có cái gì thì bên ngoài có cái đó. Nếu trong tâm chúng ta không có chiến tranh, bên ngoài cũng sẽ không có chiến tranh. Cho nên nói, tất cả do tâm tạo là vậy. Giảng ngày 29 tháng 7 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的所和。